Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Quốc hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 3 khu vực bỏ phiếu của xã Tà Phời. Đến nay danh sách các ứng cử viên, danh sách cử tri đã được niêm yết đầy đủ, thuận tiện cho cử tri, nhân dân theo dõi, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất được đảm bảo. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Lào Cai, tổng số cử tri của thành phố là trên 100.000 người với 164 khu vực bỏ phiếu. Đối với các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, thành phố có phương án sử dụng hòm phiếu phụ để cử tri bỏ phiếu. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Do đó, thành phố tuyệt đối không chủ quan lơ là, cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là việc sử dụng hòm phiếu phụ tại các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng thành phố hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh. Vừa qua, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn của huyện Văn Bàn và thị xã Sapa. Cùng đi có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của huyện Văn Bàn trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đặc biệt huyện đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó dịch bệnh tại từng tổ bầu cử. Hiện đang là giai đoạn nước rút, vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Bàn cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để cử tri tham gia bỏ phiếu, có phương án xử lý kịp thời với các điểm bỏ phiếu mà cử tri có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi diễn tập đảm bảo y tế phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành và các lực lượng tham gia diễn tập. Tại buổi diễn tập, tỉnh Lào Cai đã đưa ra 4 tình huống giả định: thực hiện bầu cử ở một địa điểm cố định đối với người có sức khỏe bình thường, thực hiện bầu cử ở một địa điểm cố định khi phát hiện cử tri có triệu chứng mắc bệnh, tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung. Tất cả cán bộ trạm y tế cũng đã được học hỏi, học tập và để rút kinh nghiệm cho cái cuộc bầu cử thực tế trong cái thời gian tới. Sẽ có cán bộ y tế và có những cái người hướng dẫn, phân luồng hướng dẫn cụ thể để đưa vào, nếu mà có yếu tố dịch tễ hoặc có biểu hiện ho sốt thì chúng tôi sẽ đưa vào cái khu vực cách ly tạm thời. Sẽ hướng dẫn thêm cho các cái tổ bầu cử ở các cái địa điểm bầu cử những cái tình huống. Trong 4 cái tình huống này, chúng tôi xác định rằng là chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày bầu cử rồi. Cho nên là các công việc này rất là khẩn trương để làm thế nào đó để cuộc bầu cử chúng ta thành công tốt đẹp. Các lực lượng tham gia hiệp đồng đều có sự chuẩn bị, phối hợp tốt với nhau, nên mỗi tình huống đều được tổ chức diễn tập theo đúng kịch bản, đúng thời gian theo quy định. Sau buổi diễn tập, ban tổ chức đã tiến hành rút kinh nghiệm để xây dựng quy trình bầu cử tùy theo từng tình huống đảm bảo diễn ra an toàn thông suốt. Chuẩn bị sẵn sàng từ nguồn nhân lực của các nhân trong tổ bầu cử, rồi là nguồn nhân lực tham gia của ngành y tế tham gia trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát ở các cái điểm chúng ta tổ chức bầu cử. Cái thứ hai đó là chúng ta phải đề ra được các cái tình huống có thể xảy ra ở những ngày bầu cử của chúng ta. Và với cái tình huống như vậy thì qua cái diễn tập này thì sẽ xây dựng thành những cái video clip để hướng dẫn cho các tổ bầu cử để khi mà có những cái tình huống như vậy xảy ra ở cái địa điểm của tổ bầu cử thì các tổ bầu cử ứng phó theo cái tình huống mà đã được diễn tập. Buổi diễn tập đã giúp cho cán bộ nâng cao năng lực trong khâu tổ chức thực hiện các quy trình bỏ phiếu ở mỗi tình huống, nâng cao khả năng điều hành và điều phối của Ủy ban bầu cử các cấp và chính quyền, cơ quan, tổ chức tại địa phương trong công tác bầu cử.
Đến đây bản tin Quốc hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.